Ngày 15 tháng 4, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cùng lãnh đạo thành phố Thủ Đức, đại diện các sở ngành kiểm tra thực địa thi công các dự án cầu đường trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Tại dự án xây dựng vòng xoay Trần Não - Lương Định Của thành phố Thủ Đức, sau khi kiểm tra và nghe báo cáo nhanh tại công trường tiến độ thi công các hạng mục, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, các sở ngành đơn vị liên quan cập nhật quy hoạch chung thành phố hoàn thiện hồ sơ để thực hiện hoàn chỉnh nút giao này. Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Ban giao thông chủ đầu tư cho biết. Khó khăn hiện nay chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng. Hiện còn 5 hộ dân rải rác trên tuyến chưa bàn giao mặt bằng. Phạm vi dự án 88 ha, khoảng 22.000 m2, chưa có kế hoạch giải phóng mặt bằng. Ban kiến nghị thành phố Thủ Đức sớm hoàn thiện đồ án quy hoạch điều chỉnh và giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng 88 ha. Kiểm tra dự án xây dựng nút giao An Phú, lãnh đạo thành phố yêu cầu nếu dự án không gặp vướng mắc cần triển khai ngay các công tác thi công để sớm hoàn thành công trình. Năm nay, dự án này được giao vốn rất lớn, lên đến 1.450 tỷ đồng. Sau hơn 3 tháng triển khai, dự án giải ngân được 3%, vì vậy trong quý tới phải tăng khối lượng thi công. Về dự án đầu tư xây dựng đường song hành từ đường Mai Chí Thọ qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến đường Vành Đai 2 tại nút giao An Phú, dọc theo tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công ngoài công trường, đặc biệt gói thầu xây dựng đường chui cầu Bà Giạt phải có giải pháp thi công cụ thể. Đối với hai dự án cầu Nam Lý và cầu Tăng Long, sau nhiều năm triển khai đến nay vẫn đang dang dở do vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện hai dự án đạt khoảng hơn 30% khối lượng thi công. Để có thể đáp ứng được tiến độ, Ban Giao thông kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức chỉ đạo quyết liệt các phường và phòng ban chuyên môn hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường, vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng, chuẩn bị phương án cưỡng chế thu hồi mặt bằng trong tháng 4 này. Sau khi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường yêu cầu cả chủ đầu tư, đơn vị thi công và các nhà thầu cần ngồi lại thống nhất cụ thể thời gian bàn giao mặt bằng. Việc đẩy nhanh tiến độ của các công trình giao thông trọng điểm của thành phố đóng một vai trò hết sức quan trọng. Đó là nếu thi công được, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cơ hội bứt phá trong các quý tiếp theo.